Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Cố lên phát âm là gì hả? Oh gosh, cố lên là, I guess, well, hang in there, là ráng đi. Hang là treo, in, oh sorry, in, hang in there là ráng treo đi, ráng cầm nó đi. Hang in there là ráng, yeah, so cố lên, I guess. Yeah, that's all I can think of. Chia buồn là condolence, là danh từ. Yes, cái sự chia buồn. Yes, my condolence to your family. Hoặc là please, please. Well, nếu mình gửi cái lời đó thì nó là please send my condolence to the family. Còn nếu mình nói thẳng với người đó đó thì mình chỉ cần nói là my condolence thôi hả? Yes, my condolence. Okay. Alright, exciting, và là interesting khác nhau khi dùng câu như thế nào. Exciting là hào hứng, interesting là thú vị. Như thế, cái level nào mà cao mà hào hứng hấp dẫn thì exciting. Cái nào mà thấy cũng thú vị quá ha, interesting. Like với lại likely. Well, cái chữ like này rất rõ tí xíu. Like là thích. Okay, and then like có thể nữa là giống. Likely, cái này là của từ giống đó. Yeah, mà nó là trạng từ phải không? Nó là adverb, right? Nó là adverb. Nó, I think it's called trạng từ. Yeah, okay. So ví dụ như vậy, he looks like me. Anh ấy nhìn giống tôi. Okay, he looks like me. Còn nếu cảnh sát á, mình nói rằng mình nghĩ anh ấy là có thể là có tội. Ok, thì cảnh sát nói là likely he is guilty, là gần chắc chắn đó, gần giống là anh ấy có cái tội, là ý là mình cũng đoán cái hướng đó là anh ấy có tội nha. Yeah. So cái chữ likely là nó gần cái bằng kết luận như đó. Yeah. I am like him. Là sao? I am like him. Yes, tôi giống anh ấy. Yes, I am like him. Yep, cũng được nữa. Yep. Nó rất ngon. It tastes very nice. Được không? Yes, good. Yes, it tastes good. It tastes very nice. Phân loại rác thì dùng divide into trash. Phân loại đó là separate. Separate, chứ? Separate, sorry. Separate. Okay, separate. Separate là phân ra. Còn divide là chia ra. Okay, hai cái nó khác nhau là gì? Oh, ví dụ hả? Oh, cái này cũng nhiều lắm. Chữ like, no. I mean like, I like him. Well, he is like me. Cái like này đó, he is like me là nó giống tôi. Hoặc là he looks like me, anh ấy cũng giống tôi. He is like me là cái tính tình, còn he looks like me là nhìn giống. Yeah, cái chữ like nó dùng nhiều lắm. Yeah. Xét phân biệt cái từ này, giant, huge, với lại big. Alright, so big là to. Okay. Huge nó cũng là to, mà giant nó cũng lồ. Okay, so huge với lại big cũng giống nhau. Nếu mình sắp hạng á, thì big trước, cái xong rồi lớn hơn big là huge. Lớn hơn huge nó là giant. Like that. Chán với lại ngán. English là gì? Bạn xem tivi hoài, không chán hả? Bored. Bored là chán. I am bored of cái gì đó, tôi chán cái chuyện đó quá. Okay. Còn ngán thì I am sick of cái chuyện đó. Cái này hơi mạnh. Cái này yeah. Mỗi đêm mình ăn hamburger nhiều quá, mình nói là I am tired of hamburgers. Mình muốn ăn cơm chiên. Right. Yeah, so tired nó dùng nhiều lắm. Yes, fed up cũng được nữa. That's right. Fed up nữa. I am fed up. Okay. Now, sick of, fed up thì nó mạnh.
Còn tired thì nó nhẹ tí xíu, nó dễ nghe hơn. Cái okay, I'm sick of nó có sự negative, có sự chê, có sự bực bội. Fed up cũng có thể có sự bực bội nữa, mà tired thì nó hơi ngắn. So nếu các bạn muốn dùng dịu hơn đó là tired of. Còn nếu các bạn muốn mạnh hơn là sick of. Bạn xem TV hoài không chán hả? Are you bored of TV? Like that, đây cơ bản nhất. Hoặc là aren't you bored of TV? Cái nào cũng được đó. Cái aren't you bored of TV nghe nó ấy hơn. See, cái vẻ đẹp mà đẹp mãi theo thời gian nó sao? Wow. It's called timeless beauty. Chữ này phải không? It's called timeless beauty là đẹp mà mãi thời gian á. Okay. Time là thời gian. Less là không có thời gian, là thời gian nó không có vấn đề với cái nét đẹp đó. Yes. Làm như siết vậy đó. Alright, it's called timeless beauty. À, thấy dân Ấn Độ đi bên trái, Mỹ đi bên nào? Mỹ đi bên phải. Yes. Những cái nước mà có nước Anh á, có nước Anh mà nhúng tay vô hồi xưa mà đô hộ đó là đi bên xe lái bên tay trái, ngoài ra nước Mỹ thôi. Nước Mỹ không biết tại sao phản phản nước Anh đi bên tay phải. Yeah, I'm not too sure. Bên Úc là tay trái. So, đa số thế giới này là tay phải, đi bên tay phải hoặc là lái xe bên tay phải. Ấn Độ nè, tay trái nè, Nhật tay trái nè, Mã Lai tay trái nè, nước Anh of course, thì nước Ireland đúng rồi, yeah, New Zealand tay trái nè, yeah, that's right, Thái Lan tay phải mà phải không? Is it Thái Lan tay trái hả? Oh God, really? Okay, Thái Lan nữa hả? Oh, gee. Singapore tay trái nữa nè. Right. Yeah. Sức sức qua Mã Lai đó họ lấy tay trái sức không quen kỳ quá nhiều khi mình hết hồn hoài à, like, oh my god lái bên trật trật phía rồi Việt Nam hai tay luôn I like that all right all right puff a blunt là gì vậy, là hút cần sa đó, mình hút cái cỏ đó cần sa mà hút cho nó phê phê đó Puff, blunt là cái điếu mà cần sa mình vuốt mình gói lại đó. Yes, puff là mình hút. Okay. Cái này hay mỗi lần gì cần sa là hút sâu rấm tự nhiên lên tiếng sư tử chưa? No, actually ở đó gì mình chưa thử cần sa mà mình chắc trong tương lai mình phải thử ngày nào đó. Yeah. Mình cũng muốn thử nữa. Just want No choice là no way. No. No choice là không có lựa chọn. No way là không có cách gì mà để làm. Yeah. Nó khác nhau, Robert. Sư ơi, self-involve là gì? Quá. Involve là liên... Tìm tìm chữ involve. Các bạn hỏi mình mấy cái này mình trả lời không được là thì tiếng Việt của mình hơi bị kém. Mà tiếng Anh cũng kỳ nữa, cái chữ self-involved này cũng hơi kỳ đó. Cái gì mà self-involved vậy? Yeah, it's weird. Tiếng Anh cái chữ đó kỳ quá. Involve là mình tham gia cái gì đó mà tham gia self-involved là gì? Thường khi mình tham gia với một ai là cái gì đó, còn self-involved là tự tham gia là sao? I'm not too sure what that is. Yeah. Alright. Không biết gì với lại ngại nói tiếng Anh. Sao mà lát nữa nói chuyện với sếp? Ok. Không biết gì với lại ngại nói tiếng Anh đâu. Đừng có lo. No problem. Mình sẽ tạo ra chuyện cho các bạn nói. Don't worry about it. Yes. Nói không đời nào. Nói làm sao? Never. Never. Hoặc là not a chance. Cái nào cũng được đó. Yeah, no way. Cũng được đó. Yes, no way. Okay. Never, not a chance, không có cơ hội. No way, không có cách nào. Mới bắt đầu các bạn học tiếng Anh thấy cũng hơi dễ dễ, cái xong nó từ từ nó khó. Nó khó là tại vì các bạn thấy những cái ngữ pháp nó khác biệt tiếng Việt quá.
cái xong mà sau đó xong một thời gian nào đó thì có nhiêu đó thôi à, that's it. And các bạn có sẽ thấy đi thấy lợi, thấy đi thấy lợi mấy từ đó, cái cách họ dùng vậy thôi hả? Cái từ đó đó các bạn thấy sẽ dễ rồi mới các bạn tiến bộ hơn. Say bloody là gì? Nghe bloody pen. Ok, cái người Anh họ dùng cái này, người Mỹ ít dùng lắm. Cái chữ bloody này là cái chữ mà khốn nạn vậy đó. Ok, từ như khốn nạn người Mỹ dùng là damn nhiều hơn. Right. A damn pen. Người Anh dùng bloody pen. All right, let me see. I'm down on you, so ride with me. À, trời ơi, mấy câu này, mấy cái bài hát nha, nhạc rap hip hop của như Bruce. I'm down on you là tôi thích bạn. Ride with me là đi chơi với tôi. Jesus. Bây giờ mình phải dịch ra rap nữa hả trời? Fat chance là gì? Là không bao giờ. Nó tự tưởng nó không bao giờ đó. Fat chance. Bloody có phải là bad word không? À, nó không phải là cái từ trịnh trọng mà không có nên dùng cho trong cái không khí trịnh trọng. Cái từ đó hơi mạnh. I got my eyes on you là tao chú ý đến mày. Hoặc là anh chú ý đến em. Ok, cũng được nữa. I don't want to look cheap dịch làm sao? À, mình không có muốn nhìn rẻ tiền, thấy rẻ tiền. Là không có muốn nhìn thấy gớm á, thấy rẻ tiền, cái kiểu mà người ta đánh giá mình tệ đó. Xong thì bủn xỉn. What? Bủn xỉn là gì vậy? What is bủn xỉn? Not too sure. Keo kiệt. Oh, bủn xỉn là keo kiệt. Oh, ok. Why are you stingy? Keo kiệt vậy? Keo kiệt là làm như mình không có chi phí đâu phải không? Mình không có muốn chi cái tiền ra đó rồi. Phải không? Hà tiện á. Keo kiệt là hà tiện rồi. Ok, yes. Why are you stingy? Stingy. Yes. Yes, stingy là hà tiện. Yes. Cô ấy đẹp ngay cả khi không cần trang điểm. Okay, she is beautiful even without makeup. Okay, very nice. Em đẹp không có cần son phấn, đúng rồi đó. Me too. Oh, no, sẽ phải cần, sẽ phải cần. Răng khểnh là gì? Răng khểnh là canine teeth. Okay. Canine á, tiếng Anh á, cái nghĩa là con chó. Nó liên hệ đến con chó, gia đình con chó. Teeth là cái răng chó. Yes, canine teeth là răng chó. Yes. Mean hả? Mean là dữ. Mean là dữ. Ủa răng khểnh, răng răng khểnh với răng nanh giống nhau mà phải không? Same right. Thường khi cái răng khểnh là cái răng nanh nó đưa ra thôi. Nếu mà nó sắp ngay đó thì nó là răng nanh, còn nó đưa ra là răng khểnh. Cái răng nanh á, khi các bạn xem cái phim mà ma cà rồng á, họ có hai cái răng dài ra hai bên á, nó cái đó là canine teeth đó. Yes, những cái con ma cà rồng mà chuẩn bị mà cắn vô cổ của nạn nhân đó. Ok, cái răng nanh. Còn răng khểnh là cái răng đó mà nó hơi lòi lòi ra tí xíu, nó hơi méo méo, người ta chú ý đến á. I think it's called răng khểnh, right? Is it? But người Mỹ, tiếng Anh nó họ dùng là canine teeth thôi. Ok, so mình, bây giờ mình giải quyết cái răng chưa vậy? So cái răng mà nó nhọn nhọn á, hai bên á, nó kêu bằng canine teeth. Ok, cái răng mà nhọn nhọn đó, mình không biết răng khểnh như sao nữa, mình nghĩ răng khểnh là canine teeth hả? But it's canine teeth. Okay. I'll make it out alive là tôi sẽ thoát mạng. Tôi sẽ thoát mạng hoặc là tôi sẽ thành công được cái chuyện gì đó. So, người ta muốn học giỏi tiếng Việt thì uống nhiều nước mắm, muốn học giỏi tiếng Anh thì ăn nhiều cheese. Xong rồi mập, xong rồi không đi nổi luôn, ok không?
Ok. Vậy muốn học tiếng Hoa thì phải uống nước tương, ăn sushi thì giỏi tiếng Nhật. Alright. Jeez. Rồi, có từ chúc ngon miệng có dùng bon appetit không? Yes, có, mà nó hơi trịnh trọng, nó nghe kỳ lắm. Người Mỹ họ dùng cái chữ bon appetit, họ cái kiểu mà hề giỡn như thế, chứ không có thật sự dùng cái bon appetit. Because mà chỉnh đọc một âm là cause thôi thì người Mỹ có nói mình lười biếng không? Không, nếu mình nói trong cái công cuộc cuộc nói chuyện, nếu mình viết xuống thì lười biếng. Với lại mình nói với bạn mình á, thì ok, mà mình nói với lại cô giáo hay người lớn hay là trịnh trọng á, thì mình dùng cause, cause hoài, cái họ hơi bực. Họ thấy mình lười biếng.